Rồi sợi của mình đang ở đây thì mình sẽ thêu từ ngay điểm này, thì các bạn để ý cho mình nha. Thì đây là cái hàng hàng chính giữa nè, hàng chính giữa của cái phần hoa văn hình tròn nè. Thì các bạn sẽ đưa lên ngay điểm này. Đây, thì các bạn sẽ thêu trùng một hàng này, các bạn thấy không? Thì các bạn sẽ thêu ngay điểm này. Đây các bạn thêu xéo cho mình ba ít. Rồi, lạch kim về phía bên đây nè, các bạn thêu xéo về phía dưới cho mình 3 yếm. Rồi, mình hết sợi rồi, mình lấy sợi thêm các bạn. Mình lấy sợi màu đen thêm. Mình chỉ hướng dẫn các bạn, thêu cái phần thân sau này thôi nha các bạn, để thì các bạn sẽ tự thêu cái phần những cái tấm thêu khác nha các bạn, cho nên mình hướng dẫn cái phần này hơi kỹ cho các bạn dễ hiểu nha. Rồi, sau khi mình thêu được hai hàng rồi thì mình còn thiếu một hàng, thì các bạn sẽ thêu xéo một hàng như thế này nè, mình sẽ lên kim ngay điểm này nè. Đây, các bạn sẽ thêu nè. Vừa thêu các bạn vừa giữ cái phần đầu sợi cho nó chắc nha. Rồi tiếp tục lên kim ngay đây. Rồi tiếp tục thêu một ít. Rồi tiếp tục lên ngay đây. Rồi, các bạn sẽ thêu được một cái hình vuông như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn thêu các bạn thêu cái chữ LV nha. Thì đây nè các bạn sẽ đưa kim ngay đây nè. Đây, để mình hướng dẫn các bạn thêu ngược từ bên kia qua luôn. Thì cái bạn bỏ các bạn từ ngay cái ít này nè các bạn. Cái ít mà các bạn thêu cái đầu chữ thập nè, thì các bạn bỏ cho mình hai chân qua chân thứ ba nè. Thì các bạn sẽ thêu xéo về bên trái cho mình 6 ít. Một, năm nè các bạn. Đây, đổ về bên đây thì đúng là nó cách cái đầu của cái dấu thập bé bên đây một ít không các bạn. Thì các bạn để giúp mình cái chữ LV trên L các bạn, thì nó sẽ cách cái đầu cái chữ thập bé bên trái của nó một ít, và cách cái đầu chữ thập của cái mũi cái chữ thập bên phải là 2 ít nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã thêu được 6 ít như thế này nè, các bạn sẽ thêu cho mình một ít ngay chân ít thứ hai nè. Rồi đưa kim qua đây thêu ngay một ít ngay chân ít thứ bốn nha, thứ tư nha. Đây, rồi lại đưa kim qua bên đây nè, thêu ngay chỗ cái chân thứ năm đó các bạn, thêu lên cho mình 2 ít. Đây, tiếp tục đưa kim bỏ cái hàng này các bạn, thêu qua bên đây nè, thêu ngay chỗ cái hàng thứ ba đó lên cho mình 2 ít. Rồi các bạn đưa kim qua cái chân hàng trên, các bạn đưa thì các bạn sẽ thêu cho mình là 2 4 6 nha, cái ít nó trùng với chân thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hai nè, tư nè, 6 nè. Rồi
Thêu ngay tại cái chân thứ sáu một mũi nữa lên phía trên nha các bạn. Rồi thêu ngay cái chân thứ hai một mũi. Thì các bạn được thành phẩm như thế này nha. Đang thui không biết các bạn thấy không? Đây. Rồi, mình sẽ bắt đầu thêu một cái hình vuông của cái cuối cùng của hàng thứ ba nha. Thì các bạn sẽ đây nè. Các bạn thấy hàng thứ ba không? Các bạn chính giữa của cái hàng vòng tròn này các bạn đưa kim lên. Đây. Thì đây sẽ là cái mũi ít đầu tiên này các bạn. Thì các bạn sẽ lọt về bên đây phải không? Đây thì mình sẽ thêu ngay điểm này. Các bạn thêu quen thì các bạn sẽ biết cách đi sợi cho nó ngắn nha các bạn. Đây. Các bạn sẽ thêu ngược về phía dưới cho mình 3 ít. Cách để các bạn kiểm tra các bạn thêu có trúng hay trật á, thì cái mũi cái chữ ít giữa của cái phần quai họa tiết bao giờ nó cũng trùng nhau các bạn. Đây, nó trùng ngay cái hàng thứ ba nè. Rồi, các bạn sẽ đưa kim lên phía trên. Các bạn thêu hai hàng với hàng 3 ít song song nữa. Cái phần họa tiết mình đã viết ra cái ô vuông ô ly đó các bạn, thì các bạn cứ theo đó mà các bạn thêu nha, nó rất là dễ. Đây, rồi mình cũng hết sợi rồi các bạn. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn thêu xong cái phần họa tiết của cái hàng thứ ba nha. Rồi mình sẽ lên sợi mới. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần họa tiết thêu của cái hàng thứ tư nha các bạn. Ở hàng thứ tư thì mình lại tiếp tục thêu một hàng chữ thập nha. Thì ở hàng thứ tư các bạn chú ý giùm mình, khoảng cách giữa hàng thứ tư sẽ là trùng một hàng so với cái chữ LV này nha các bạn, chứ nó không có trùng với cái chữ nội. Đây mình phóng to lên đây. Cái dòng cái hoa văn cuối của cái hàng chữ thập thứ tư á, thì nó sẽ không có trùng với cái hàng cái hoa văn của hình vuông nha các bạn, mà nó sẽ trùng với cái hàng hoa văn đầu tiên của cái chữ LV nha các bạn. Thì có nghĩa là chữ thập đây ngay điểm giữa nè các bạn. Thì đây các bạn sẽ đánh cho mình chữ thập, thêm một mình chữ thập đây. Rồi phần tiếp theo thì ở đây cũng vậy các bạn, các bạn cũng kéo từ ngay cái chữ hàng chữ thập dưới nè, các bạn kéo lên tối xuống lên, các bạn sẽ bỏ cho mình một cái ít ở giữa nha. Đây rồi cuối cùng ở đây thêm một chữ thập nữa, thì các bạn thấy cái chữ thập nó sẽ nằm không có trùng với cái hàng đầu tiên của cái hình vuông này nha các bạn. Riêng chỉ có cái hàng thứ tư này là nó cách nó bố trí như thế thôi. Tại vì nếu các bạn bố trí theo cái quy tắc của hai cái hàng dưới các bạn, thì có nghĩa là cái hàng chữ thập này nó sẽ tuột xuống phía dưới này nè các bạn, thì mình thấy nó hơi bị tù, nó sẽ không có rõ nét cái hình chữ LV này lên các bạn, cho nên mình sẽ nâng nó lên một hàng. Rồi bây giờ mình bắt tay vào thực hành nha các bạn. Đây để thêu hàng thứ tư nha, thì các bạn sẽ lặp lại cái hàng thứ hai nè, các bạn đưa lên. Thì các bạn sẽ thêu ngay điểm này các bạn. Đây, đây là hàng chính giữa của cái hàng chữ thập phía dưới nè. Rồi ngang với cái hàng chữ LV hàng phía trên nè. Rồi các bạn thêu lên cho mình một chữ thập. Đây. Đây các bạn thêu cho mình một chữ thập ở đây. Rồi các bạn tiếp tục thêu.
Đây, các bạn thêm một chữ thập thế này thì cái hàng cuối của chữ thập nó sẽ trùng với cái phần trên của cái chữ LV nữa, các bạn thấy không? Rồi, các bạn tiếp tục thêu cho mình hai chữ thập ở đây nữa nha. Đây, từ dưới này nè. Các bạn đưa kim thẳng lên. Đây. Thì nó sẽ là ngay điểm này. Đây, tiếp theo bên đây thì các bạn sẽ điếm nè. 1, 2, 3, 4. Xin lỗi mình điếm lộn. 1 nè. 1 là cái 1 chân nè. 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn lên kim. Tại vì mỗi một cái hoa văn nó cách nhau 5 ô mà các bạn. Thì các bạn sẽ thiêu ngay cái chân thứ 6 cho mình. Rồi, mình đã thêu được chữ thập thứ hai này các bạn, thì các bạn cũng bỏ thêm 5 chân rồi các bạn thêu tiếp cho mình một cái chân chữ thập nữa nha các bạn. Đây các bạn. Mình đã thêu xong cái hàng chữ thập này các bạn, hàng thứ tư nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thêu cái hàng thứ năm. Thì hàng thứ năm á các bạn thì mình sẽ thêu á là vòng tròn và hình vuông nha các bạn. Đây mình phóng to lên. Đây. Hàng thứ năm thì nó sẽ trùng với cái hàng thứ ba nha các bạn. Đây thì các bạn sẽ đưa hàng thứ năm thì nó sẽ trùng với cái hàng thứ nó sẽ trùng cái khoảng cách đó, nó sẽ thiêu ngay cái điểm của cái hàng, nó sẽ lặp lại, nó sẽ nằm trùng với cái điểm của cái hàng thứ một với thứ ba là nó sẽ nằm ở đây nè các bạn, và nó sẽ trùng với cái hàng thứ tư là một hàng nha. Đây, đây là một hàng nè các bạn. Thì đây các bạn xác định được điểm giữa nè. Thì các bạn sẽ đánh đây cho mình 3x nè. Rồi. Các bạn thêu vòng ngoài của nó trước cho mình. Rồi. Các bạn đi cho mình một chữ x. Thì các bạn thấy là cái hàng thứ 5 nó trùng với cái hàng thứ tư một hàng này đúng không các bạn? Rồi, tiếp tục ở khoảng cách này nè các bạn, thì các bạn sẽ đưa kim ngay cái điểm giữa nè, điểm giữa của cái hàng này nè các bạn. Các bạn kéo lên. Đây. Ngay đây. Thì các bạn thêu cho mình ba cái đường 3x song song nhau để tạo thành một cái hình vuông. Rồi tiếp tục ngay điểm này thì các bạn sẽ thêu cho mình một hình tròn. Rồi, đây là hàng thứ năm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hành nha các bạn. Chỉ riêng có cái hàng thứ tư là cái khoảng cách giữa cái hàng thứ ba với hàng thứ tư nó hơi khác nhau một chút xíu, thì các bạn chú ý giùm mình điểm đó nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào thực hành nha. Thì sợi mình đang nằm ở cuối cái hàng thứ tư nè các bạn, thì mình sẽ đưa kim như thế này. Thì các bạn thấy đây là cái hàng dưới nè, cái hàng thứ ba nè các bạn, thì các bạn xác định điểm giữa, các bạn kéo lên thì cái hàng điểm giữa nó sẽ nằm trùng ở đây nè các bạn. Đây thì có nghĩa các bạn sẽ bắt đầu từ thiêu từ cái chân bên phải. Cái đó là điểm giữa mà cái hàng của mình, cái hàng là dưới nó cùng này thì nó là 3x các bạn. Các bạn lệch qua. Đây. Thì các bạn thấy cái khoảng cách giữa cái chữ thập này tới cái vòng tròn mình hay thiêu cái hàng thứ năm này các bạn là đúng là 3x, thì mé bên đây cũng là 3x nha các bạn, thì các bạn thiêu mới trúng. Các bạn vừa thiêu các bạn vừa kiểm tra nha. Rồi mình tiếp tục thiêu thêm.
thêu lên 3x nữa. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục lọt xuống phía dưới như đây là các bạn thêu cho mình 3x nữa. Đây, các bạn đã được cái phần khung nó như thế này thì mình tiếp tục thêu một cái chữ X ở giữa nên là xong nha các bạn. Cái phần sợi màu đen, canh quách màu đen nữa các bạn, cho nên thiêu các bạn hơi khó nhìn, các bạn chịu khó nhìn giùm mình nha. Mình có hướng dẫn kèm chạc nữa cho nên các bạn cũng dễ nha. Hy vọng là các bạn sẽ làm được. Đây. Thì các bạn sẽ được một cái hình tròn như thế này nha. Rồi sau đó thì ngay điểm này nè các bạn. Đây, ngay tại cái nút giữa của cái chữ V nè. Thì các bạn sẽ đưa kim lên chỗ này. Đây. Các bạn thêu cho mình một hình vuông. Đây. Rồi nha các bạn, thì phần mép đây mình sẽ thêu một cái hình tròn nữa là xong cái hàng thứ 5. Đây thì các bạn sẽ thêu ngay đây nè các bạn. Cái hàng này nè. Đây thì các bạn đưa kim ngay cái đường chính giữa của cái phần dưới các bạn đưa lên. Và không thì các bạn đếm đi các bạn. Thường thường mình làm thì mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là hàng thứ 6 nè. Đây là chân giữa thì các bạn sẽ xịt xuống một chân cho mình. Đây các bạn thêu cho mình 3 nét, 3 chữ X lên.
Rồi là tiếp tục thiêu ngang về bên trái 3x. Rồi mình lại thêu xuống phía dưới 3x. Rồi là thêu ngang 3x. Rồi mình lại thêu một cái chữ X ở giữa nha các bạn. Rồi, xong hàng thứ 5 thì các bạn sẽ được thành phẩm như thế này nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn thiêu được cái hàng thứ 5 rồi thì các bạn tiếp tục thiêu nha các bạn. Mình hướng dẫn tới đây là được rồi nha các bạn. Thì các bạn tiếp tục thiêu lặp lại hàng thứ 2 và hàng thứ 3 cho mình. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn sẽ thiêu lặp lại cái hàng dấu thập nè, rồi các bạn thiêu lặp lại cái hàng chữ LV này cho mình. Thì cái hàng chữ LV này các bạn chỉ thiêu được tới cái hàng thứ 5 thôi nha các bạn, còn cái hàng thứ 6 trên này thì không có nha, tại vì nó đã hết rồi. Rồi các bạn lặp lại cái cụm này giùm mình này. Rồi các bạn tiếp tục điền đầy giùm mình nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái sợi màu nâu đỏ đó các bạn thiêu điền đầy hết những cái chỗ tròn trống cho mình, thì các bạn sẽ được thành phẩm như thế này. Thì các bạn làm cho mình hai cái tấm như thế này để làm cái phần đáy và cái phần nắp. Các bạn tiếp tục thêu những cái hình chữ X bằng cái màu nâu đỏ điền đầy cho cái những cái phần còn trống nha các bạn. Thì các bạn làm được cái phần thân sau. Còn cái phần thân trước đó các bạn, thân trước thì nó sẽ như thế này nè. Thân trước nó sẽ liền với hai cái phần hông và một phần của cái phần thân sau luôn các bạn. Thì các bạn sẽ chia làm hai tấm nhỏ như thế này. Thì hai cái tấm nhỏ này bề cao của nó là 21 ô và chiều dài của nó sẽ là 119 ô nè các bạn. Thì các bạn sẽ thêu như thế này cho mình nha. Các bạn sẽ bỏ qua hai ô đầu và các bạn sẽ thêu cho mình ba hàng của cái phần họa tiết hình tròn đó các bạn. Đây. Rồi các bạn cứ thêu lên. Cái phần thân chính đó các bạn thì các bạn sẽ bỏ cái hàng đầu tiên và cái hàng thứ hai các bạn thêu bắt đầu từ cái hàng thứ ba các bạn thêu lên cho mình. Các bạn thêu lên cho mình thì nó sẽ giáp hàng là đúng ngay cái hàng được như thế này. Các bạn thêu được 1 2 3 4 4 hàng, hơn 4 hàng rưỡi nha các bạn. 4 hàng qua văn rưỡi. 4 hàng rưỡi qua văn các bạn, nói là lộn. Rồi, còn cái phần ở phía trên của cái phần thân trước đó, các bạn thì các bạn sẽ cắt cho mình một tấm, mình hướng dẫn lúc nãy là bề cao của nó là 6 ô và chiều dài của nó cũng là 119 ô các bạn. Thì các bạn cũng sẽ bỏ qua hai ô nè, rồi các bạn thêu cho mình cứ thêu một hình tròn xong bỏ 5 ô thêu một hình vuông. Và cuối cùng thì các bạn còn dư được một hàng này các bạn thấy không? Đây. Nó cũng giống như cái hàng dưới các bạn thấy không? Ở đầu bên đây thì nó dư hai ô, còn đầu phía bên phải thì nó sẽ dư một ô nè. Một ô hoa văn màu nâu đỏ đó các bạn. Rồi thì các bạn tiếp tục thêu cái phần này cho mình nha các bạn. Còn cái phần đáy và nắp đó các bạn thì mình sẽ hướng dẫn sơ nha, hướng dẫn sơ cho bạn nào không biết.
Phần đáy và nắp á, thì các bạn sẽ bắt đầu thêu từ ngay cái hàng đầu tiên của cái chạc qua dăn của cái phần thân sau luôn. Đây, các bạn thêu như thế này. Nhưng mà chỉ khác là nó cắt cái phần bo này, cho nên cái phần bo này chỗ nào có thì các bạn thêu, chỗ nào không có thì các bạn không thêu nha. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ cái phần này. Đây, cái phần sợi khi mà mình kết vòng đó các bạn, mình để đây nè, rồi mình đưa qua mình thêu luôn cho nó chắc nha. Thì các bạn sẽ đếm cho mình, đây là 1, 1 nè, ô thứ nhất nè, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây, đây là cái hàng ít thứ 5 nè, các bạn bỏ cái chữ ít đầu đi. Các bạn sẽ thêu ngang về bên phải cho mình 3 ít. Chỗ nào có thì mình thêu, các bạn không có thì mình không thêu. Đây, thêu qua 3 ít. Rồi là về bên phải nè, xuống một ô mình là thêu 3 ít. Rồi. Rồi các bạn lại lạp về phía dưới nè, các bạn xuống xéo bên đây các bạn thêu cho mình nè. Nó là thêu ngang về bên trái 3 ít, nhưng mà còn bao nhiêu ít thì mình thêu bấy nhiêu nha các bạn. Thì ở đây mình còn 1 ít đầu nè. Rồi cái thứ hai các bạn sơm kim ngay cho cái phần mà mình viền ở phía ngoài nè các bạn. Đây các bạn. Các bạn đưa kim lên đây nè. Các bạn đưa kim ngay cái ô này nè. Rồi các bạn thêu một chỉ ít ở đây cho mình nữa, cho nó được kín cái phần xương canh qua cáp xương canh quát này, nó không có bị hở nha các bạn. Đây mình còn 2 ít thì mình thêu 2 ít thôi. Rồi mình bổ sung ở đây ngay đây nè, 1 ít nè. Mình bắt đầu thêu chỉ ít ở bên trong lòng nè các bạn. Đây. Chỗ nào còn thì mình thêu, chỗ nào không còn thì mình không thêu nha các bạn. Đây. Rồi, mé bên đây có điểm nè, mình thêu. Rồi tiếp tục mình đổ bổ sung cái điểm bên đây. Đây. Rồi, ngay chỗ điểm này nè các bạn, thì ngay cái đầu mà điểm đầu mình bỏ, mình sẽ xịt xuống mình thêu 3 ít thì còn 2 ít thì mình thêu 2 ít. Đây. 1 ít nè. Đây. Các bạn lòn cái kim khéo vô đây một chút xíu. Các bạn thêu xuống phía dưới này 1 ít nữa nè. Rồi. Thì là nó đã hết rồi các bạn. Rồi, vậy là mình đã thêu xong cái phần tròn ngay chỗ cái đầu bo này các bạn. Thì cứ chỗ nào còn cái chân canh quát thì các bạn cứ thêu đúng theo chạc các bạn thêu nha. Và cái phần nắp và đáy này đó các bạn, thì người mình thêu tới là 6 hàng qua dăn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mình đã hướng dẫn các bạn được 5 hàng. Mình đã hướng dẫn các bạn được 5 hàng, thì đây 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái hàng thứ 6 thì các bạn sẽ thêu hoàn toàn bằng mũi dấu thập cho mình. Đây, các bạn thêu như thế. Rồi, tiếp tục chỉ thập cuối cùng. Rồi, các bạn cứ theo cái chạc qua dăn này mà các bạn thêu nha các bạn.
Các bạn thêu cho mình được hai cái phần nắp và phần đáy túi nè, một cái phần thân sau nè. Cái phần thân trước liền với phần hai hông như thế này, rời hai mảnh như thế này giùm mình đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp nha. Đây là các tấm thêu sau khi các bạn thêu xong nha các bạn. Đây là cái phần nắp nè. Còn đây là cái phần đáy nè các bạn, thì cái phần đáy này các bạn gắn bốn cái chân đế vào giùm mình nha. Các bạn cứ gắn tùy chỗ nào các bạn thích thì các bạn gắn nha. Rồi, còn cái phần thân sau và cái phần nắp thì mình để qua bên đây đi các bạn. Còn cái phần thân trước và cái phần hông nè các bạn, thì các bạn sẽ đưa cắt cho mình một cái đoạn dây xích đó các bạn, vừa với cái dài hơn một chút so với cái chiều dài của cái phần tấm này, thì các bạn bắt đầu dùng kim đó, các bạn khâu hai đường như thế này cho mình nha. Các bạn gắn cái phần cọng dây kéo vào giùm mình. Cái phần này các bạn tự làm nha, các bạn cứ dùng kim may tay đó các bạn tra cái phần dây kéo vào giùm mình. Rồi thì mình được thành phẩm như thế này.